Đây là người ta ghi đây là vòng van hai lá ở mặt cách 4 buồng, các chị đo như thế này. Thì cái chỗ mà đính vào cái van hai lá, thì ở đây cái này là lá trước, đây là lá sau van hai lá, nó rớt khỏi dưới đường này. Thì ở đây là xa cái van hai lá. Thì cái van hai lá, thì ở đây cái dòng mà nó đi ngược về phía từ thấp xuống nhỉ, thì đây là dòng hở của van hai lá, do xa van hai lá. Nhưng mà do cái dòng này nó vận tốc cao bình thường, các anh chị biết nó đi xa đầu nhỏ như thế này, nó chỉ có màu xanh. Nhưng mà do là nó qua một cái chỗ hẹp, nó dù nó xa nhưng mà nó hở van, thì cái lỗ hở nó vẫn là hẹp, cho nên nó sẽ có màu, nó sẽ có nhiều màu như thế này. Và đây là hai luồng khác nhau chị. Thì do là cái xa, thường là xa cái lá trước thì cái dòng hở nó sẽ đi về phía sau, cái dòng hở nó đi về phía sau này là của xa lá trước, còn cái dòng hở mà nó đi về phía trước của cái lá van hai lá này là do xa lá sau, nó đi ngược đó anh chị đó. Thì do này là xa lá trước lá sau thì nó sẽ có hai dòng riêng như thế này. Rồi cái double mô thì giới thiệu các anh chị, cái double mô thì các anh chị biết là nó dựa cái double mà nguyên tắc dòng chảy, thì nó là dùng cái đất, nó sử dụng cái hồng cầu, có nghĩa là hồng cầu chỉ có dòng chảy thì nó có cái Doppler màu. Nhưng mà cái Doppler mô này nó đánh giá vận động của cơ tim, có nghĩa cái cơ tim vận động thì nó có cái, nó biểu thị lên cái sóng Doppler mô, thường cái dùng cái Doppler mô để đánh giá chức năng tâm trương của thấp. Thì các anh chị biết nè, như chẳng hạn hồi nãy giờ chúng ta bỏ màu vào, có dòng chảy chúng ta đặt ngay chỗ dòng chảy, chúng ta khảo sát được phổ. Còn cái Doppler mô là chúng ta đặt ở trên cái thầm tim. Cái thầm tim là ở đây chẳng hạn như bệnh nhân này, người ta đặt trên cái chỗ cái vòng van hai lá, mà cái vòng ngoài van hai lá này các chị thấy cái cửa sổ nằm bên này đó, có nghĩa là đặt khảo sát sự vận động theo chiều dọc của cái vòng van hai lá, mà vòng van hai lá chính là cái thấp trái đó, khảo sát cái thấp trái vận động theo chiều dọc. Còn chúng ta có thể đặt cái cửa sổ Doppler này ở cái vòng van trong, ở vòng van trong, chỗ vòng van hai lá ở mặt cắt 4 buồng chỗ này cũng được. Nhưng mà thường cái vòng van trong vận tốc nó sẽ thấp hơn. Đây là cái Doppler mô mà chúng ta khảo sát vận động của mô cơ nha. Thì nó vô, nếu mà máy có Doppler mô thì nó sẽ có vận động như thế này. Thì cái vận động Doppler mô nó cũng sẽ vẽ theo cái sóng như phổ của van hai lá nè, các anh chị sẽ thấy nó hơi ngược hơn đó. Nó sẽ đây, đây là phổ của sóng E, đây là phổ của sóng A, và nó còn một cái sóng S nữa là sóng tâm thu, này gọi là kỳ tâm thu đó. Đây là kỳ tâm thu, còn sóng E, sóng A là nó thuộc về kỳ tâm trương. Nếu mà nó có vận động bộ mô thì nó có vẽ lên cái sóng như thế này. Và như thế thì nếu mà cái tim suy tim thì dĩ nhiên cái sóng này nó sẽ thấp hơn, vận tốc nó thấp hơn, chúng ta sẽ có cái biên độ của nó ở bài sau đó. Như là nguyên tắc là vậy, cái cơ tim nó có vận động tốt thì nó sẽ vẽ lên cái vận tốc của sóng này cao, còn nếu cơ tim suy tim thì cái vận tốc này nó sẽ thấp hơn. Đó là vận động của mô, gọi là Doppler mô. À, và cái một cái mới nữa là cái siêu âm đánh dấu mô, hay gọi là cái sức căng, gọi là sức căng cơ tim. Thì cái siêu âm đánh dấu mô các anh chị sẽ thấy, người ta đi, các chị đi hội nghị các chị thấy những cái hình ảnh như thế này, và nó vẽ, nó biểu thị của cái siêu âm đánh dấu mô, gọi là, hay gọi là scan á, gọi là scan. Thì các anh chị sẽ thấy hoặc là nó sẽ biểu thị gọi là mắt bò như thế này, hoặc là nó sẽ vẽ nên những cái biểu đồ ở trên cái nền như thế này. Thì nôm na như thế này, các anh chị sẽ thấy cái vùng cơ tim của mình khảo sát nó có nhiều màu, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím rồi đó. Thì những cái vùng màu như thế, dùng cái siêu âm đánh dấu mô, nếu mà chúng ta dùng dạng biểu đồ thì nó sẽ biểu thị nên những cái đường như thế này. Thì chính những cái đường như thế này mình nhìn vào để mình đánh giá vận động to bóp của cái cơ tim của cái vùng đó. Và ngay cái thời điểm này, người ta gọi là thời điểm đóng của anh đồng mạch chủ. Nếu bình thường thì nó sẽ đóng đồng loạt tại thời điểm này. Và như chẳng hạn có những trường hợp nhồi máu cơ tim nó có thể đóng muộn, sau này nó sẽ tách ra khỏi cái đường này, nó không có đồng loạt, hoặc là nó có thể không có sự co bóp. Cái này là theo biểu đồ, còn cái này là cũng theo biểu đồ hình mắt bò. Và từng vùng nó sẽ vẽ, nó sẽ có những cái phần trăm như thế này, đó là những cái phần trăm mà co bóp. Ở trên đó nó sẽ đánh dấu và nó sẽ tính tổng cho chúng ta cái phần trăm mà toàn phần của nó. À, thì ở đây có một số chỉ số bình thường của siêu âm tim ở người lớn. Thì chẳng hạn như người ta nói cái động mạch chủ, thì nó có vòng van động mạch chủ nó giới hạn trong cái khoảng là 14 đến 26. Chẳng hạn như
là động mạch chủ nó có thể tới 35, cái cung động mạch chủ 36. Thì những cái này thì các anh chị chỉ nhớ một chỉ số duy nhất thôi là 40. Khi chúng ta đo động mạch chủ gốc, động mạch chủ đơn, cung động mạch chủ 40 trở lên thì chúng ta sẽ nói là có giãn động mạch chủ.